Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hộp sketchbook gồm hai giấy ô vuông. Một giấy ô vuông kích thước 8 x 8. Sau đó các bạn kẻ mẫu ô vuông bên trong cách đều các cạnh là 1,2 cm. Ô vuông này có kích thước là 15 x 15 cm, chia đều hai cạnh làm 3 phần nằm bằng nhau. Tổng cộng có 9 ô vuông. Các ô vuông ở 4 góc thì chúng ta kẻ chéo ở phần trên chia đôi để chúng ta vẽ hình trái tim. Đây là mình đã vẽ xong hình trái tim. Các bạn dùng kéo để cắt những phần viền bên ngoài của trái tim như vậy. Và giờ chúng ta dùng thước để gấp giấy cho dựng lên để có thể gấp thành hộp dễ hơn. Các bạn gấp lần lượt, gấp thật mạnh một chút thì lúc lên hộp dựng hơn. Sau khi gấp xong, ta đưa một hình như này. Rồi chúng ta sẽ dựng từng cạnh của hộp. Hình trái tim chúng ta sẽ ấn phần giữa trái tim vào bên trong và cứ lần lượt xếp trái tim sang bên trái của các cạnh. Cứ như vậy chúng ta làm hết 4 cạnh. Sau đó các bạn dùng tay xếp xoay tròn như thế. Chúng ta miết chặt mạnh thì lúc bị hộp dựng lên. Rồi thì sau khi xếp mình, chúng ta đã được một chiếc hộp như này. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang làm nắp hộp. Với hình như này chúng ta sẽ lần lượt cắt ô vuông nhỏ ở viền. Ở những điểm giao nhau chúng ta chỉ cắt một cạnh lần lượt và cùng một phía. Các bạn nhìn mình làm đi. Giấy tiếp tục cắt cạnh đầu tiên lên, tương tự như vậy. Sau khi cắt xong thì chúng ta cũng dựng các cạnh lên. Và giờ chúng ta sẽ lấy băng dính hai mặt dính những phần viền bên ngoài và chúng ta nên cho cái phần viền đến phần bên trong thì nắp hộp sẽ đẹp hơn. Và đây là sau khi mình đã đến xong, mình được cái nắp như này. Giờ mình sẽ đậy nắp. Vậy là mình đã hoàn thiện xong được hộp sketchbook. Và các bạn sẽ mở ra trang trí những phần chi tiết nhỏ bên trong. Đây là một chiếc hộp mini mình hướng dẫn các bạn. Các bạn sẽ từ kích thước đó nhân lên với tỷ lệ để được một chiếc hộp lớn hơn. Ngoài ra mình đặt bông hoa trên nắp hộp thì mình có thể lấy ri băng để thắt hộp thành như hộp quà, là một cái nơ ở bên trên. Như vậy là sản phẩm đã hoàn thiện. Mong các bạn tiếp tục theo dõi các clip tiếp theo của mình.